Thì bây giờ có một cái câu hỏi, có nghĩa là bây giờ mình đã hoàn thiện được cái page này rồi, cái page chứng khoán trong tầm tay. Bây giờ mình trong quá trình chạy quảng cáo thì sẽ bị die page này, sau đó các bạn có thể bị hoặc là các bạn page mới tạo, các bạn chạy 1-2 ngày các bạn đổ free traffic vào thôi, nó cũng die page là chuyện bình thường. Thì bây giờ chẳng lẽ mình phải có một cách cho các bạn vào cái page này, vào con bot này, các bạn reconnect nó đi, các bạn vào trong phần cấu hình các bạn disconnect đi và cấp lại cho mình một cái page mới thì cũng được. Nhưng mà cách đấy thì cũng khá là bất công. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để mình có thể gọi là mình nhân bản cái page này, cái con bot này sang một cái page mới, và con bot này y chang không khác gì luôn, ok chưa? Đó là giống như kiểu anh em sinh đôi ấy. Đó thì quy trình làm như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn bạn luôn. Bây giờ các bạn sẽ nhấn vào con bot chính này, các bạn chọn cho mình clone. Thì ở đây clone nó có nhiều cái, các bạn tích hết vào, mình tích hết vào, chả chơi gì, mình muốn là kiểu nhân bản page đúng không ạ? Thì trong đây có hai cái phần target, một là target bot hay là target clone. Thì mình sẽ chọn cái mình sẽ giải thích trước đi. Clone bot có nghĩa là clone trên trực tiếp con máy tính này luôn, thì các bạn chỉ nhấn clone thôi, nó sẽ tự động sao chép ra một con bot mới y chang con bot đó, và nó đặt tên là bot chứng khoán copy, ok chưa? Rồi code có nghĩa là sao, code thì mình nhấn get code này. Thì có nghĩa là ví dụ như bạn muốn có con bot này ngon rồi, bạn muốn chia sẻ cho một người bạn của bạn ở xa đi, ok chưa, ở xa, thì họ có thể gọi là họ chỉ cần copy đường lên này, họ đã có thể lấy được cái con bot y chang của bạn luôn, ok chưa? Bây giờ mình sẽ thử cách này trước cho bạn. Get code này, ok, ra được cái code này mình copy, sau đó mình sẽ mở Chrome. Mình ví dụ mình đang ở một con máy khác, các bạn nhấn Ctrl V và nhấn cái giá nó ra, chọn Enter. Thì bây giờ ấy, nó sẽ tiến hành, nó sẽ gọi là nó hỏi mình có muốn chắc chắn là mình muốn nhận con bot này không. Mình chọn là ok này. Các bạn lưu ý là nó copy, nó clone ra một con bot mới, chứ không phải là nó share quyền cho mình vào con bot cũ nhé. Các bạn lưu ý giúp mình là cái phần này. Đó, nó bắt đầu nó đang clone ra. Cái này nó mất tầm 1-2 phút thôi. Nói chung là cũng nhanh, không mất quá nhiều thời gian của bạn. Đấy, sau khi nó làm ra thì bạn có thể thấy này, nó giống đến từ nó nhân bản cho bạn từ group đến các cái thẻ block đến cả mọi thứ luôn, ok chưa? Chúng ta chỉ cần connect page và dài vào xài là được. Rồi, cái thứ hai mình muốn chia sẻ với bạn là clone bot. Clone bot là như thế nào? Mình có thể clone trực tiếp ra trên con máy tính này luôn. Mình nhấn clone này. Are you sure? Ok. Đấy, các bạn cũng sẽ đợi một tí cho nó clone ra con bot này. Đấy, ok chưa? Đấy, thì cơ bản là hai con bot này nó đều clone ra đúng một cái giống nhau, nhưng mà khác hình thức clone thôi. Một con là clone từ code, một con là clone bot luôn. Và hai con này thì cấu hình giao dịch giống nhau. Các bạn có thể nhân bản thành tầm 100.000 hay là 10.000 gì đấy, tùy các bạn muốn nhân số lượng nhân thì copy code xong rồi dán mở 2-3 tab ra, dán, ok chưa? Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm mở một con, còn các bạn có thể nhiều con thì các bạn có thể thực hành. Bây giờ mình sẽ chọn là connect page này. Bây giờ connect page thì có cái page là Aletheia đúng không? Aletheia. Mình không có giỏi tiếng Anh đâu. Mình chỉ gọi là đặt tên cho nó sẽ phân biệt thôi. Đọc được là được, biết được là được. Aletheia đây, page này. Đó, page này mình sẽ copy vào. Ok chưa? Đấy, như vậy là bắt đầu chúng ta có thể sử dụng được con bot này, và chúng ta có được free được là 10.000 khách hàng, và cũng như là được 10.000 cái kẹt block ấy, nó miễn phí. Đó, khi nào xài hết cái này thì bạn mới có thể tính phí. Và nói chung là các bạn mới thì mình thấy là ít bạn mà phải trả phí lắm. Dường như là 100 bạn, 99 bạn làm free hết, còn một bạn các bạn làm đột biến. Kiểu các bạn đã thành công từ trước, hoặc là áp dụng vào thì các bạn có khách data, Dota, và các bạn sử dụng chatbot từ nền tảng khác thì bạn đổ vào. Bây giờ các bạn muốn nó sử dụng hay hơn, mượt hơn thì các bạn sử dụng FMS thì mới có mức kinh phí thôi. Rồi, bây giờ thì các bạn sử dụng test, các bạn đấu nối được thành công rồi, các bạn sẽ test thử xem con bot này có hoạt động không. Các bạn nhấn vào trong phần Welcome này, nhấn vào cái bút chì, sau đó chọn cho mình là cái phần Active Tablin và chọn cho mình Welcome Block. Đấy, mình nhấn ra thì nó sẽ tự động nó trỏ về một cái messenger của cái page đấy, ok chưa? Thì mình sẽ nhấn bắt đầu này. Đấy, đây là cái giao diện của khách hàng khi họ mới IP cho mình. Đó, nhấn bắt đầu thì bắt đầu nó sẽ gửi cho như mình cái đăng ký tài khoản này. Đấy, xin chào ảnh, bắt đầu là cái tất này, ok chưa? Đó, cái này thì
mình đã làm trong video trước rồi. Bây giờ mình chỉ hướng dẫn bạn clone thôi. Đó, đầu tiên là các bạn clone về bot. Thứ hai là các bạn sẽ clone cho mình là clone về cái phần fms.chat, ok chưa? Tại vì khi mà các bạn sử dụng ấy, thì cái fms.chat nó độc lập, nó là một cái website khác đối với fms.bot rồi, thì nó không thể nào đồng bộ được cái phần cấu hình, ok chưa? Cấu hình là như phần mẫu trả lời tin nhắn này, phần tag này, phần iteration này, thì mình phải làm mới hoàn toàn. Thì bây giờ các bạn copy cho mình vào một cái fms.chat tương tự, và các bạn sẽ cái này ấy, các bạn sẽ login vào cho mình là cái của cái page mà page chính ấy, page mà muốn clone ra. Các bạn sẽ chọn mẫu trả lời tin nhắn này, đây mẫu trả lời tin nhắn, các bạn không cần phải copy, các bạn nhấn cho mình chữ đồng bộ. Ở đây có hai option, một option là từ fanpage, hai là option từ file. Thì hiện tại là mình đang chung máy tính thì các bạn có thể chọn cho mình từ fanpage. Từ fanpage thì các bạn chọn cho mình là cái page mà các bạn đã thiết lập sẵn cái mẫu trả lời tin nhắn. Cái page chính của mình là page chứng khoán trong tầm tay, mình sẽ nhấn vào đây. Đó, nó hiện ra những cái này, các bạn nhấn đồng ý. Rồi, ok. Đó, như vậy là sử dụng được này, ok chưa? Mình test thử luôn. Test thử luôn. Ok chưa anh em? Đó, mượt luôn đúng không ạ? Rồi tiếp theo phần tag, thì chúng ta vẫn có thể đồng bộ được. Đồng bộ từ file, fanpage nhé. Trong tầm tay, đồng bộ luôn. Đó. Rồi mình ra hộp thoại, mình test luôn. Ok chưa? Mượt luôn đúng không ạ? Đó. Và phần này thì mình không có nút đồng bộ nhé. Phần này mình không có nút đồng bộ. Thì mình phải connect ở đây. Đấy. Bây giờ mới là lý do tại sao mình cần phải cái page chính này. Bạn nhấn iteration này. Các bạn control này, còn copy. Thêm block. Thêm block vào đây. Dán vào đây. Đây. Cái này là các bạn mình đang chia sẻ với bạn nào muốn kiểu là clone từ bot sang chat luôn, ok chưa? Đó. Bắt đầu mình sang mình test thử xem. Test chấm bot nhiều lựa chọn hơn này. Đấy. Ok chưa? Đó. Bây giờ mình sẽ nhấn tab chưa đầu tư để xem nó hiện không. Đấy, mình nhấn tab chưa đầu tư này, nó sẽ lôi luôn cả cái blog đi luôn, ok chưa? Đó, thì đấy là cách mình đồng bộ, mình nhân bản từ cái fms.chat luôn. Rồi, ok, thế là cơ bản là xong. Rồi bây giờ các bạn còn một bước cuối cùng nữa. Thì cái này ấy, các bạn phải làm theo đúng trình tự như mình, thì các bạn sẽ setup nhân bản rất là nhanh. Và cái phần fms.chat ấy, các bạn muốn nó thêm tự động hóa nữa, thì các bạn cho mình thêm phần khách hàng. Các bạn chọn phần thẻ tag và các bạn thế này, bot này bot cùng rồi. Đây, phần khách hàng, các bạn phần thẻ tag và các bạn nhấn là sync for tag để nó bùng đồng bộ hóa, ok chưa? Tại lúc đầu thì cái fms chứng trách của mình chưa có, thì mình phải vào đây mình đồng bộ lại. Rồi, ok. Đó, như vậy là xong. Đó, thì thêm một bước cuối cùng nữa. Bây giờ các bạn đã nhân bản như thế này rồi thì không thể nào mình kiểu mình mở từng tab ra. À, page này mình trả lời cái này. Mặc dù hai page nội dung nó clone giống nhau, nó chỉ là cái rượu thì vẫn là rượu đấy, nhưng mà mình thay bình thôi đúng không? Thì có cách nào thay vì mình sử dụng hai ống hút, một lần hút bình ống một hút ấy. Bây giờ một ống hút ấy, thì bây giờ có cách nào mình kiểu mình hút luôn cả hai ống hút chung một cái luôn. Thì thay vì cách này, các bạn mở từng cái ra, các bạn trả lời từng cái thì fmax cho bạn tắt bớt đi. Thì fmax có một cái hay là bạn nhấn vào đây, bạn chọn gộp page cho mình. Đó, chọn những cái page nào muốn gộp, bạn connect vào. Đó, nó sẽ gộp lại cho bạn. Đấy, quản lý all in one trong một cái luôn. Ok chưa? Đó, tiện. Và những cái page nào, bạn lưu ý là page nào đó để các bạn phải là gắn hết tất cả như mình quy trình vừa rồi thì nó sẽ chọn như cả với nhau cả. Các bạn có thể khách nào cũng như khách nào. Ok chưa? Mình có thể sử dụng thoải mái luôn. Đấy, còn như cái page này, như page này mà mình chưa có cái đồng bộ hóa cấu hình này. À, cái page này cũng cài luôn rồi. Page mà chưa đồng bộ hóa cấu hình nữa, các bạn gộp page, các bạn sử dụng không có, thì trong quá trình đấy các bạn phải đồng bộ lại, ok chưa? Đó, như vậy là cái chuỗi về cái bộ video xóa mù chatbot có nghĩa đến đây là kết thúc toàn tập rồi. Thì mình đây là cái kinh nghiệm xương máu của mình trải qua trong vòng hơn 6 tháng mình chạy chatbot và mình có lo ra nhiều. Nói chung đây là kinh nghiệm xương máu, các bạn muốn đi học khóa học cũng không có đâu, vì nói chung là những cái thực chiến này thì ít hay chia sẻ. Với mình thì quan điểm của mình là mình muốn tạo ra một cái nguồn thu nhập thụ động, và mình sẽ làm
về MMO cũng như affiliate cũng như finance, thì mình không làm một cái mà làm nhiều cái, thì tư duy của mình là tư duy cho đi để mình có thể nâng cấp được level cho bản thân mình, ok chưa, cũng như là giúp được ích được cho rất là nhiều bạn. Chính vì vậy mình sẽ không tổ chức khóa học nào cả, ok chưa. Các bạn yêu quý mình thì các bạn có thể donate xuống dưới cái video ở dưới, mình đã để cái số tài khoản rồi, bạn donate vào thay vì các bạn đóng khóa học 500-1 triệu, mình không cần các bạn phải đóng. Bây giờ các bạn xem có thể cái giá trị các bạn áp dụng được, các bạn có hiệu quả kinh tế, lúc đó bạn có thể nhờ đến mình sau, các bạn donate cho mình cũng được chứ mình không đòi gì, ok ạ. Rồi các bạn trong quá trình xây dựng nếu như có vấn đề gì đấy comment xuống dưới phần video, mình sẽ ra video giải đáp cái thắc mắc của bạn, ok nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.